Nick.vn, uy tín tự động 100%, shop bán arc siêu rẻ, đa dạng game và các loại thẻ game khác nhau. Chiết khấu khủng, bán kim cương, bán quân huy giá cực rẻ, truy cập ngay Nick.vn. 6 chủng tộc bí ẩn liên quan đến mặt trăng. Yo, chào mừng 500 anh em của Bằng Tạc Xăm Soi, lại là mình đây. Trong các bộ manga, mặt trăng luôn là thứ gì đó thơ mộng, lãng mạn và thanh tao, nhưng mà cũng không kém phần huyền bí và nguy hiểm. Mặt trăng đối với các tác giả là một biểu tượng bất diệt, họ thường tạo nên một giai thoại bí ẩn về ngôi sao sáng nhất bầu trời đê. Trong One Piece, càng ngày càng nhiều chi tiết cho thấy Bauda thì đang cố tình cài cắm điều gì đó ở trên mặt trăng xa xôi. Dù không phô trương, không công khai, cho đến nay đã xuất hiện rất nhiều chủng tộc liên quan đến nơi này. Phải chăng đây là bước đệm để ông giải thích cho những bí mật thú vị như trạng thái Du Long, chủng tộc Nguyệt Nhân cổ kinh, tại sao cư dân ở đảo trời lại rời bỏ mặt trăng để đến trái đất sinh sống? Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tộc người bí ẩn có mối quan hệ mật thiết với vệ tinh tự nhiên lớn nhất xoay quanh hành tinh xanh. Ok, mời anh em cùng với Xăm Soi đến với 6 chủng tộc bí ẩn liên quan đến mặt trăng. Let's go! Một tộc Lunarian. Tộc Lunarian lần đầu được nhắc đến bởi Big Mom khi bà ta gặp kinh ở đỉnh thác Wano. Mẹ lớn đã buông lời gạ gẫm về việc kết hợp gen quái vật của bà với chủng tộc quý hiếm mà kinh thuộc về. Gần đây, nó được tác giả tiết lộ cụ thể thông qua đoạn hồi tưởng của Marco trong quá khứ. Ở chapter 1023, Marco có nói bố già từng nhắc đến việc có một vùng đất dành cho thánh thần trên đỉnh Red Line. Cựu đội trưởng đội 1 thì cứ tưởng chỉ riêng thánh điện Manjoy mới nằm ở độ cao vô lý đó. Không bao lâu sau, khi nhìn thấy Sanji sử dụng đôi chân phát ra lửa, Quyên dịch bệnh cho rằng chân anh ba là một thiết bị máy móc, bởi vì chỉ có tộc Lunarian thì mới có khả năng tạo ra và điều khiển được lửa. Luna nghĩa là mặt trăng, tức Lunarian là nguyệt tộc, một chủng tộc được đặt theo tên gắn liền với vệ tinh lớn nhất trái đất. Hiện tại, theo thông tin được tiết lộ thì nguyệt tộc đã gần như tuyệt chủng toàn bộ, chỉ còn sót lại thành viên cuối cùng là kinh hỏa hoạn. Ngọn lửa trên người hắn thì không phải do năng lực trái ác quỷ, đó là bản năng di truyền của chủng tộc này. Từ khi xuất hiện, ta thấy ngọn lửa của kinh chưa bao giờ tắt, dường như là một thứ vũ khí bất diệt dùng mãi không hết. Chưa có nhiều thông tin cụ thể về thực chất nguyệt nhân tộc là gì, chỉ biết họ sống ở nơi cao chót vót tận mây xanh và đã xuất hiện từ thời xa xưa, lúc các vị thần còn trị vì. Bên cạnh đó có giả thuyết cho rằng chủng tộc này có mối quan hệ mật thiết với vị thần Nika, thần mặt trời, được đồn đoán sẽ xuất hiện để giải cứu nô lệ ở thánh địa. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ, nhiều năm trước đây có một người cá đã xuất hiện tại lãnh địa của chúa để giải cứu toàn bộ nô lệ bị giam cầm dưới chân của Thiên Long Nhân. Đó là huyền thoại Fister Tiger. Ông từng là một nô lệ, quyết định leo lên đỉnh Red Line cao 10.000m và phá tan nát nhà tù tăm tối ở Marinjoy. Điều này được kể lại thông qua Bo Hancock, một trong những người may mắn được ông ấy cứu sống. Tất nhiên hành động của Fister Tiger chỉ dựa theo câu chuyện về vị thần Nika, nhưng mà sau đó ông đã lấy biểu tượng mặt trời để thay đổi hình xăm nô lệ trên lưng, thành lập ra băng tặc mặt trời như hiện tại. Phải chăng vùng đất của thần mà dâu trắng nhắc tới đó chính lại là Marinjoy hiện tại? Theo Do Flamingo, tầng hầm bên dưới thánh địa ẩn chứa một kho báu khổng lồ, liệu thì có phải nơi giam cầm của các vị thần bao gồm Nika và Nguyệt nhân tộc? 2. Tộc Min. Một chủng tộc khác rất nổi tiếng liên quan đến mặt trăng là tộc Min. Họ được nhắc đến lần đầu thông qua quyển sách ghi giá nô lệ mà Duval đưa cho Sanji xem. Gần như tất cả tộc Min đều sinh sống ở công quốc Mokomo trên lưng của một con voi nghìn tuổi, rất ít khi ra khỏi đất nước. Chủng tộc này cũng là những người có bề dày lịch sử thuộc diện lâu đời nhất xuyên suốt bộ truyện. Từ thời xa xưa, những người đứng đầu Min tộc và gia tộc Kozuki đã kết bái huynh đệ, thề sống chết có nhau. Khi mà Inu và Neko trôi giạt đến Wano và gặp được Oden, họ đã kể nhau nghe về những giai thoại tình nghĩa anh em giữa hai tộc. Ở hầm mộ bí mật ẩn sâu trong cây cổ thụ trên đảo Zou, có một biểu tượng Kozuki khổng lồ như là minh chứng cho mối quan hệ không thể cắt đứt giữa hai quốc gia này. Ngoài bẩm sinh sở hữu sức mạnh hơn người, tộc Min còn có khả năng sử dụng điện, nhảy cao, thể chất và phản xạ đều thuộc vào diện cực kỳ phát triển. Đặc biệt, vào đêm trăng tròn, những chiến binh được huấn luyện kỹ càng sẽ có khả năng hóa thành dạng Su Long, trạng thái tiến hóa nâng cấp hàng 200% sức mạnh. Điều này được tộc Min che giấu bí mật bởi nó giống như con át chủ bài khi mà chiến đấu với kẻ thù. Ánh sáng mặt trăng như thể chìa khóa khai mở sức mạnh thực sự của một Min tộc, đó thì cũng chính là trạng thái mạnh nhất mà họ có thể đạt tới.
Su Long hay còn biết đến với cái tên Nguyệt Sư. Khi biến hình, những vũ khí nguy hiểm trên cơ thể như móng vuốt, răng nanh sẽ mọc dài ra. Ánh mắt biến đổi thành một sát thủ săn mồi đáng sợ. Cùng với đó thì bộ lông và mái tóc cũng phát triển tới mức tối đa. Tuy nhiên trạng thái sức mạnh này mặc dù tuyệt vời, nhưng cái giá đổi lại thì không hề nhỏ. Nó vất kiệt sức người dùng và làm họ mất đi sự tỉnh táo. Chỉ có những chiến binh điêu luyện nhất được đào tạo bài bản mới đủ sức làm chủ cơ thể trong trạng thái Nguyệt Sư này. Hơn ai hết, Jack Cạn Hán là người hiểu rõ sự đáng sợ khi mà min tộc hóa Su Long. Cứ mỗi lần nhìn thấy Inuarashi hoặc Neko Momoshi bật mốt đồ sát là hắn ta lại toát cả mồ hôi, mắt trợn trắng tỏ vẻ khiếp đảm. Thậm chí Kaido cũng phải e dè trước sức mạnh khó tin đến từ hai vị vua chó mèo khi mà ông ta chứng kiến họ thể hiện sức mạnh ở trên nóc lâu đài. Chưa có lời giải thích xác đáng tại sao vào đêm trăng rằm chỉ cần tộc Min nhìn thẳng vào mặt trăng là có thể được bắp sức mạnh kinh khủng đến thế, cộng thêm bề dày lịch sử hàng trăm năm. Phải chăng trên mặt trăng ẩn chứa điều gì đó thú vị, cung cấp một nguồn sức mạnh bí ẩn cho chủng tộc này? 3. Tộc Skymen. Skymen là tên gọi chung cho 3 chủng tộc xuất hiện ở phần đảo trời Skypia. Họ là những người ngoài hành tinh, bao gồm Skypian, Sandian và Bican. Skypian có lẽ là chủng tộc hiền lành, ôn hòa nhất. Họ thì trông giống những thiên thần có cánh hơn là một chiến binh. Sandian là những người được cho là đến đây để bảo vệ thành phố vàng trước bọn ngoại xâm. Đa phần được cách điệu theo phong cách thổ dân châu Mỹ, đều là những chiến binh mạnh mẽ. Còn Bican chính là đội quân dưới trướng của chúa trời Enen, là chủng tộc mạnh nhất trong bộ 3, với mantra khá ấn tượng. Ngoài ra thì nhà sư điên Uruge cũng chính là thành viên của chủng tộc này. Cả ba tộc này trông khá giống nhau, điểm khác biệt nằm ở chi tiết của đôi cánh. Tương truyền họ không phải cư dân trái đất, tất cả đều có nguồn gốc từ mặt trăng. Vì lý do nào đó mà di cư đến vùng đất Skypia nhằm tranh giành kho báu cất giữ trong thành phố vàng. Từ đây chúng ta có thể giả thuyết những người ngoài hành tinh đến nơi đây vì mục đích nào đó mà tổ tiên của họ đã tiên đoán trước. Liệu có điều gì ở mặt trăng mà chúng ta chưa biết tới? Không giống mặt trăng ngoài đời thực, mặt trăng ở thế giới One Piece có sự sống, thậm chí nó còn tiên tiến không thua kém gì loài người trên trái đất. Có khi nào kho báu One Piece đang được cất giấu tại đó? Nếu anh em muốn biết thì có thể tham khảo qua video mình dự đoán vị trí của Reptel trên kênh của Samsung nhé. 4. Nhóm cướp biển không gian. Nếu trên Blue Sea nổi tiếng với những tên hải tặc truy tìm kho báu One Piece, thì ở không gian, một nhóm cướp còn ngầu loài hơn, kẻ cướp mặt trăng. Đây là một băng đảng xuất hiện từ hậu truyện về Enen. Mini story cũng được xem như một phần của cốt truyện. Thế nên những người ngoài hành tinh này là hoàn toàn có thật trong thế giới One Piece. Trước khi bị Luffy đánh bại, Enen thì có nói rằng một khi xong việc phá hủy đảo trời, hắn ta sẽ đi đến mặt trăng để sinh sống. Việc hắn biết đến sự tồn tại của nơi này có lẽ là do những tên thuộc hạ tộc Bican đã tiết lộ. Mặc dù kế hoạch bị đổ vỡ, nhưng Enen thì vẫn lên tàu Arc Maxim và bay về hướng vệ tinh tự nhiên lớn nhất. Chuyến hành trình diễn ra không hề thuận lợi chút nào. Enen đụng độ một băng đảng bí ẩn, sử dụng vũ khí công nghệ cao và đặc biệt sở hữu ngoại hình không giống với loài người trên trái đất. Chúng đã phá hủy con tàu trước khi mà Enen kịp nhận ra. Bọn hải tặc không gian này thì không hề tầm thường. Chúng đã đánh bại tộc Automata, bao gồm những chú robot tiên tiến nhất thế giới. Nhưng mà chúa trời đã phải dùng sấm sét để tiêu diệt gần như toàn bộ bọn hải tặc này vì dám làm hư hại con tàu yêu quý của ông ta. Mục đích trước mắt chúng ta có thể nhận ra là giống với Enen, nhóm cướp biển không gian cũng đến mặt trăng để tìm kiếm nền văn minh cổ đại. Nhưng mà đen đủi thay, gặp ngay vị thần sấm sét quyền năng tối cao. Nếu không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mà chúng thâu tóm được một đội quân máy móc hùng mạnh ở ngôi sao này đâu. 5. Automata. Họ không thực sự là những con người được chế tạo bởi nhà tiến sĩ điên Tetsukimi, người có nguồn gốc quê hương giống với Vegapunk, hòn đảo Karakuri. Trong khi nhà khoa học đang ăn bánh cùng với những đứa con robot của mình, thì bất ngờ nhìn thấy vụ nổ lớn trên mặt trăng và ông đã chết vì bị mắc nghẹt, một cái chết lãng nhép. Vì muốn tìm ra nguyên nhân, bằng một cách thần kỳ, những chú robot trẻ tuổi đã bay lên mặt trăng thông qua những cái bong bóng bay. Khi mà đến nơi, họ bị đánh bại bởi bọn hải tặc không gian như đã đề cập ở trên. Điều khá kỳ lạ là hình dáng của các tác phẩm mà tiến sĩ Tetsukimi tạo nên giống hệt với người trên mặt trăng. Làm sao ông ấy biết được có cư dân sinh sống ở ngoài không gian như vậy? Liệu ông ấy thì đã từng nhìn thấy 3 chủng tộc Skymen trước đây? Nói thêm một chút về chuyến du hành không gian của Enen. Hắn ta cùng với 4 chú Automata đã bắt đầu khám phá ra những bí ẩn ở mặt trăng. Họ phát hiện ra một hang động lớn sau vụ nổ sấm sét khổng lồ. Nó là lối đi bí mật dẫn đến một nền văn minh cổ đại nằm sâu dưới mặt đất.
Khi tiến sâu vào trong, thật bất ngờ, ở một nơi tăm tối u ám, cả một thành phố cổ trước mắt. Đây là nơi sản xuất đội quân nhân tạo bí mật với hàng ngàn sản phẩm chuẩn bị được đóng gói. Tất cả đều vô tình trùng hợp với thiết kế của tiến sĩ Tetsukimi. Enen dùng nguồn điện vài trăm triệu vôn để kích hoạt đội quân robot hoạt động. Hắn ta có tình cờ nhìn thấy những nét vẽ cổ xưa tương tự ở Skypiea. Hiện tại, bại tướng của Luffy, chúa trời quyền năng, đang sở hữu trong tay một hạm đội hùng hậu, sẵn sàng khai mở những bí ẩn nằm sâu dưới lòng đất của mặt trăng. Nếu thực sự kho báu One Piece đặt ở nơi này, thì hơn hết, Enen là người gần nhất. Biết đâu hắn ta sẽ giúp sức Luffy trong chuyến hải trình cuối cùng. Anh em nghĩ sao về vấn đề này nhỉ? 6. Tộc của Toki. Toki là một cổ nhân sống cách đây hàng trăm thế kỷ. Cô bắt đầu nhảy vọt từ thời điểm vương quốc cổ đại vẫn còn tồn tại. Theo tiếng gọi của gia tộc Amatsuki, Toki du hành tương lai để đi tìm quê hương Wano. Chúng ta biết Amatsuki là một trong 6 dòng tộc trị vì đất nước Samurai này. Nhờ sự giúp đỡ của Oden, Toki hoàn thành tâm nguyện trở về nơi chôn rau cắt rốn. Sau khi mà lấy Oden làm chồng, cô thì cũng đổi từ họ Amatsuki thành Kozuki. Điều bí ẩn ở phu nhân Toki là nếu xét từ lúc cô bắt đầu nhảy vọt đến tương lai, thời điểm đó đã cách đây 830 năm. Phải chăng thì phu nhân nắm trong tay nhiều bí ẩn chưa được tiết lộ? Ở lần đầu xuất hiện, Toki năm ấy 26 tuổi, cô mặc trên người bộ trang phục phong cách Wano Quốc với hoa văn lưỡi trăng, lưỡi liềm là điểm nhấn. Bên cạnh đó thì có một con chim nhỏ khá giống với biểu tượng của gia tộc Kozuki. Bộ trang phục này đi theo cô từ hơn 800 năm trước. Có thể nào điểm xuất phát đầu tiên mà Toki chuẩn bị nhảy vọt chính là mặt trăng? Cô cũng từng là thành viên sinh sống trên vùng đất hư ảo này hay chăng? Và trước khi chết, phu nhân đã ngâm một bài thơ than thân cho gia tộc Kozuki và khép lại nhiệm vụ xuyên thế kỷ của mình. Cô dự đoán 20 năm sau sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa xảy ra ở Wano, mang tới bình minh cho đất nước và khai mở toàn bộ sự thật bị che giấu suốt 800 năm nay. Ok, và trên đây là 6 chủng tộc bí ẩn liên quan đến mặt trăng. Anh em đã cảm nhận thấy sự trùng hợp thú vị này chưa? Có lẽ nào thì Bao Đa lại bẻ lái điều gì đó liên quan đến mặt trăng ở cuối truyện nhỉ? Và ngay bây giờ thì đương nhiên rồi, sẽ cùng đến với 3 chiếc comment may mắn nhất từ video trước. Bạn đầu tiên là bạn Tuấn Dương. Anh xăm soi ơi, nếu Zoro ăn trái ác quỷ thì sẽ như thế nào ạ? Thì Luffy sẽ mất thêm một nhân tố cứu mình mỗi lần mà bị rơi xuống nước chứ sao nữa. Bạn tiếp theo, bạn Agatsuma Zenitsu. Anh không cần che mặt đâu, vì video thứ hai anh lộ mặt rồi. Chắc là bạn là người mới đến đúng không? Nên mới biết gương mặt đẹp trai và cool boy của thuyền trưởng xăm soi. Gớm, cũ rích rồi bạn ơi. Bạn cuối cùng, bạn Trần Anh Đức. Chưa bỏ qua một video nào của anh. Băng hải tặc xăm soi là cần nhất những cái thủy thủ đoàn trung thành như bạn Đức đây ấy. Xem thì nhớ like đấy nhá, tránh tình trạng là xem chùa công khai nha. Và đừng quên để lại comment bên dưới video này để có cơ hội lên sóng số tiếp theo nhá. Ấn nút đăng ký kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở clip ngày mai. Bye bye. Nóng nóng nóng, băng hải tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece xăm soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhá. Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn. Link nhóm ở mô tả nha.